Thế là chỉ sau khoảng nửa giờ là mình đã có được một cái món xôi vị lá dứa đậu xanh mà mình làm bằng cốm dẹp. Một món ăn là vừa ăn ngon mà vừa đẹp mắt nữa. Mà cái mùi của lá dứa thơm lắm các bạn. Nguyên liệu để mình làm cái món xôi vị lá dứa đậu xanh mà ở đây là thay vì mình làm nếp thì mình làm bằng cốm dẹp này các bạn. Thì chỗ này là mình có 500 g cốm dẹp này. Rồi ở đây mình có 100 g đường cát, 100 ml nước cốt dừa, một xíu muối. Và ở đây mình có một ít cái lá dứa mình đã rửa sạch sẽ rồi. Khi mình làm là mình sẽ cắt nhỏ ra rồi mình xay bằng máy xay sinh tố. Mình lọc để mình lấy cái phần nước cốt. Thì khi mình lấy phần nước cốt thì mình lấy thêm 100 ml nước cốt của lá dứa nữa nha. Rồi còn về phần đậu xanh á, ở đây mình có 150 g đậu xanh này. Có 70 g đường. Và có một xíu muối nữa nha. Mình đặt lên trên bếp một cái nồi sạch nè các bạn. Và mình cho cái phần đậu xanh vô. Mình cho xíu muối vô. Và mình cho vô đây là 400 ml nước nha. 150 g đậu xanh mình nấu với 400 ml nước. Mình bật bếp lên để mình nấu cho đậu xanh nó chín nhừ nha. Khi đậu xanh nhá, nó sôi lên và nó có bọt đấy các bạn, thì mình dùng cái muỗng để mình hớt cái bọt nó đi nha. Đậu xanh mình nấu ở trên bếp á, nó đã cạn rạch hết nước rồi nè các bạn. Thì mình dùng cái phới dẹp á để mình đánh nó ra cho nó nhuyễn nha. Mình vừa nấu mình vừa đánh. Khi mình đánh đậu á, nó cũng đã gần nhuyễn mịn hết rồi á, thì mình cho cái chỗ đường này vô nha. 70 g đường. Và mình cũng đánh để cho đường nó tan, nó hòa lẫn với đậu luôn nha. Đậu xanh á, sau khi mà nó đã nguội bớt rồi á, thì mình sẽ cho nó ra một cái khay ha. Ở cái khay này mình có cho một cái lớp màng bọc thực phẩm vô rồi này các bạn. Và mình cho nó ra nha. Sau khi mình dàn ra đều thì mình sẽ để cho cái đậu xanh xanh này nó thiệt là nguội nha. Lá dứa mình đã đem đi xay rồi mình lọc ra nước. Mình để cho nó lắng xuống. Mình gạn bớt cái phần nước trong ở bên trên đi và mình lấy cái phần nước cốt thôi. Chỗ này là 100 ml nước cốt lá dứa này. Thì mình sẽ trộn chung vô với cái nước cốt dừa nha. Và mình cũng cho cái chỗ đường này vô luôn. Và một xíu muối này mình cũng cho vô luôn ha. Rồi và mình quậy để cho đường nó tan nha. Khi mình quậy nó đã tan hết đường thì mình sẽ chế nó vô với cái phần cuốn dẹp á các bạn. Mình dưới mình cho ít ít một thôi nha. Mình đã cho hết cái phần nước cốt dừa và lá dứa vô rồi nè các bạn. Và mình cứ vậy mình đảo đều đi. Rồi, khi mình đảo đều rồi thì mình sẽ để cái phần cốm dẹp để cho nó nghỉ khoảng 10 phút nha. Sau khi mà mình để cho cái cốm dẹp của mình nó được nghỉ 10 phút rồi thì mình cho nó vô một cái sừng này. Sừng nó có lỗ á. Cho nó vô nha. Và ở trên bếp đây mình đã chuẩn bị một cái nồi nước mình đã nấu sôi rồi nè các bạn.
thì mình cho cái sừng cốm dẹp này vô nha. Mình dùng cái muỗng á để mình san nó ra cho nó đều, và nó mình để một cái chỗ ở giữa cho nó thoáng vậy nè các bạn. Mình vậy nắp lại và mình hấp trong khoảng 5 phút thì cái cốm dẹp này nó chín và nó mềm ra nha. Nồi xôi vị lá dứa cốm dẹp mình hấp ở trên bếp đã được khoảng hơn 5 phút rồi các bạn. Wow, một cái màu cốm rất là đẹp ha. Như vậy là cốm nó đã mềm rồi thì mình tắt bếp nha. Ở bên đây là một cái khay, mình đã bọc cái màng bọc thực phẩm ở bên trong cái lớp khay này nha. Và bây giờ là mình đưa cái cốm dẹp nó ra ngoài cái khay. Mình múc ra khoảng một nửa cốm này nha. Mình dùng cái muỗng này để mình dàn cho cái cốm nó đều ra một lớp nha. Phần đậu xanh á, mình để từ nãy giờ nó cũng đã đông rồi nè các bạn nè, nó đã cứng rồi nè. Thì giờ mình lấy cái phần đậu xanh này ra nha. Mình gỡ cái màng bọc thực phẩm rồi mình đặt ở trên cái lớp cốm dẹp khi nãy nè. Rồi và mình tiếp tục mình cho cái phần cốm dẹp còn lại vô nha. Sau khi mà mình đã dàn cho nó đều rồi thì mình sẽ để cái khay cốm ở đây khoảng 10-15 phút cho nó nguội bớt nha. Cái khay xôi vị lá dứa mình làm bằng cốm dẹp mình để nãy giờ nó đã nguội rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho nó ra một cái khay này ha. Wow. Ở đây mình có một ít mè trắng mình đã rang chín rồi các bạn. Thì mình sẽ rải ở trên cái mặt cốm cho nó đẹp nha. Nó vừa đẹp mà mình ăn nó cũng thơm nữa. Mùi mè rang nó thơm lắm. Rải cho nó hết cái chỗ này luôn nha. Thế là chỉ sau khoảng nửa giờ là mình đã có được một cái món xôi vị lá dứa đậu xanh mà mình làm bằng cốm dẹp. Một món ăn là vừa ăn ngon mà vừa đẹp mắt nữa. Mà cái mùi của lá dứa thơm lắm các bạn. Mến chào các bạn nha.